Những ngày đầu năm mới, trưởng thôn trẻ Hồ Quang Vũ đã sớm có mặt cùng người dân trong thôn Bình Mỹ chuẩn bị cho vụ gieo trồng sắn. Là một địa phương thuần nông, thôn Bình Mỹ được sát nhập từ hai thôn Xuân Mỹ và Bắc Bình của xã Cam Tuyền. Được nhân dân tỉnh nhiệm bầu làm trưởng thôn, đồng thời là phó bí thư chi bộ thôn Bình Mỹ vào tháng 1 năm 2020, khi mới 29 tuổi. Đối với anh Hồ Quang Vũ là một thách thức không hề nhỏ nhất là khi địa bàn và dân cư trong thôn sau sắp nhập có nhiều thay đổi. Ở trên sắp nhập thôn mà khó khăn, nhưng mà chỉ cần những cán bộ có cái tấm huyết lo lắng cho bà con thì tất nhiên sẽ làm thực hiện được tốt. Vì bởi vì là cái khó khăn không phải là ở ba con mà ở là cái công tác nhiệm vụ của người cán bộ là mình phải thực hiện từ cái cái hướng thứ nhất là thực hiện chủ trương ở cấp trên đưa về sau đó là mình tổ chức các cái cuộc họp tuyên truyền vận động bà con hội viên mà nhất là những người cán bộ mà uh, cán bộ quốc bộ thôn á, thì phải có uh, cái năng động uh, nhiệt huyết với bà con khi đó bà con tin tưởng thì mọi việc là bên sẽ thành thông hai năm anh Hồ Quang Vũ đảm nhiệm vị trí trưởng thôn Bình Mỹ cũng là hai năm mà đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai dịch bệnh chính vì thế Hình ảnh người trưởng thôn trẻ tuổi song sáo, nhiệt tình luôn xuất hiện trong mọi hoạt động cứu trợ bảo lũ, phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thôn đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân thôn Bình Mỹ. So với nếu mà không sẵn nhập với thôn thì thì có dễ dàng hơn tí, nhưng mà, nhưng mà chưa sẵn nhập hai thôn thì công tác lần đầu là hơi, hơi vất vả. Nhưng mà thầy đồng chí là tệ biết rằng kinh nghiệm chưa được nhiều. Nhưng mà cũng có đã cố gắng rất là là, 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 là nhiều cũng đạt được nhiều, nhiều cái kết quả. Thôn xóm cũng bà con cũng rất là ủng hộ. Vượt qua những áp lực khi đảm nhiệm vai trò trưởng thôn khi còn rất trẻ tuổi, anh Hồ Quang Vũ vẫn đang từng ngày cùng người dân thôn Bình Mỹ xây dựng cuộc sống mới với nhiều đổi thay. Sức trẻ, sự năng động, tích cực của trưởng thôn 30 tuổi là luồng gió mới cho thôn Bình Mỹ để sớm về đích xây dựng mục tiêu khu dân cư kiểu mẫu của huyện Cam Lộ trong thời gian tới.